Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Thầy Giáo Vùng Cao. Và ngày hôm nay thì Trường Lý quay trở lại Căng Bắc Mê các bạn. Như các bạn được biết rồi, trước đây Căng Bắc Mê thì còn rất là hoang sơ. Tuy nhiên là sau 2 năm trở lại gần đây thì Căng Bắc Mê đã được tu sửa lại cũng như là làm mới hoàn toàn. Không biết là hôm nay mình có vào được không? Còn hôm nay anh kia có ở đây không? À đây, có lối vào. Đấy. Nãy mình thấy bạn trông coi ở đây đi xuống dưới kia. Bây giờ mình xin phép là đi vào đây vắng mặt bởi vì anh em cũng biết nhau mà các bạn. Đi, con đi vào đây đi. Đấy. Đấy, ở trong này thì được trưng bày các cái di ảnh cũng như là các cái tài liệu. Các cái ảnh của các cụ ngày xưa đây. Bắt đầu làm tổng thống Pháp ông Anbe đấy, ông này. Ấy. À đấy, anh bạn ấy vừa mới bật nó sáng rồi. Chào em nhé. Nay trực à? Vâng, mấy ngày nay đây nữa. Cho con gái đi chơi một tí. Đi quay qua một tí. Anh quanh đây. Hà Giang 1884 đến 1945 nha các bạn nhé. Đấy, đây là khu vực trại giam. Đấy. Từ đồn binh này, thành trại giam. Đấy. Đấy, đây là những cái hình ảnh mô phỏng lại những người tù ở đây. Đấy. Đây là những bức ảnh của họa sĩ Đào Vượng các bạn. Họa sĩ này hiện tại là đã mất rồi nhé các bạn nhé. Họa sĩ vẽ bức tranh này này. Đấy. Và bên này là những cái di ảnh này của các đồng chí Đặng Việt Châu này, rồi là Hoàng Hữu Nam này, đấy, Khuất Duy Tiến này và ông Trần Hiệu, đấy, ngược lại và ông Hoàng Đình Dông này và Lê Giản, đấy, toàn các lãnh đạo. Đây là những người tù cách mạng nha các bác nhá. Đấy. Ở bên dưới đây là có bác gì đây? Dương Công Hoạt. Đấy, ông à. Dương Công Hoạt là khả năng là mất sau nhất thì phải đây. 1912 và mất 2001. Đấy. Hoàng Kế Tấn, Hà Kế Tấn mất 79. Xuân Thủy mất 1985. Đấy, di ảnh của những người đã từng bị giam cầm ở đây đấy. Khuất Duy Tiến có cả chứng minh thư này. Bên này là cái khu chiếu phim đúng không? Chiếu phim với các anh hùng. Chiếu phim. Đây còn nghe được cái tên. Đi ra ngoài, trong này nóng. Đấy các bạn, khu đằng sau mình đây chính là cái khu nhà trưng bày. Còn đây mới chính là cái lối đi lên cái khu nhà tù nha các bác nha. Trước đây là đồn binh, tuy nhiên là đấy, qua tài liệu thì các bác cũng biết rồi. Cái căng Bắc Mê đây chính là cái đồn binh, trại lính của thực dân Pháp ngày xưa. Sau này cách mạng của chúng ta lên cao ấy thì đã biến cái nơi này thành cái khu vực giam cầm các đồng chí cách mạng. Đấy. Đi con lên trên kia đi. Đấy. Đấy, trước đây thì có lẽ là
nó không có đá đẹp như này đâu các bạn. Ngày trước mình đi lên đây là cũng có đá xanh nhưng mà tuy nhiên là không được xẻ mịn mà như đẹp như này đâu. Đấy. Các cái tường thành này thì cái này cũng được xây lại rồi nha các bác nhé. Và những cái cây tách này là cũng làm những cây tách mọc sau này thôi. Còn nguyên cây tách cổ thụ thì như còn đâu, một hai cây ở trên kia thôi. Còn đâu là toàn là những cây cây tái sinh thôi. Đấy, nếu mà các bác quay về khoảng 4 năm về trước ấy, thì mình cũng có quay các cái video toàn cảnh về cái khu vực Căng Bắc Mê này nha các bác nhé. Tuy nhiên trước đây là mình có quay flycam. Tuy nhiên là những cái hình ảnh ở bên dưới này ấy, thì mình cái máy nó không được chất lượng lắm, quay nó vẫn bị hay bị rung lắc các bạn. Đấy. Bên này thì toàn là những hai cái cây to thôi. Tuy nhiên những cây này thì là những cây con của các cái cây cổ thụ ngày xưa. Cái cây ngày xưa là mọi người chặt hết rồi. Sau khi cách mạng thành công cũng như là giải phóng đất nước thì mọi người ta lên đây, người ta không có ai cai quản ấy, thì đã bị chặt phá cũng như là đào những cái viên gạch như này này về làm móng nhà cũng như là làm cái đá kê của người dân ấy. Các nhà người dân ở đây là một số nhà là vẫn còn có những cái hòn đá họ cậy ở các cái bậc thang này, này. Đấy. Còn đây là những cái hòn đá mới rồi nhé. Đấy. À, các bạn có thể đến đây thì check in mã vạch để biết về cái lịch sử của Căng Bắc Mê nhá. Đấy. Đấy, con đi vào đây. Đây khóa rồi. Đấy, đây là cái khu dâng hương tưởng niệm cũng như là một cái hội trường ở đây. Đấy. Trong này cũng chả có gì đâu, cũng chỉ có một hai bức tranh cũng như là một số cái hình ảnh của các chiến sĩ cách mạng ngày xưa bị giam cầm ở đây thôi. Đấy. Đấy. Tuy nhiên bây giờ là được tu sửa làm khang trang hết rồi. Trước đây cái khu vực này là chỉ là cái sân thôi nhá các bác nhé, cái sân chứ không có nhà cửa đâu. Đấy, khu vực bên dưới này chưa phải là khu vực chính của cái đồn binh đâu, không phải là cái khu vực chính của Căng. Đấy, khu vực chính của Căng là ở bên này. Đấy. Bây giờ mình sẽ đưa các bác lên khu vực chính nhá, lên là cái khu nhà giam này, rồi là các cái bốt gác, rồi là các cái nhà hội trường trung tâm, rồi là nhà của các đồn binh trại lính, rồi là các thứ đây. Đây toàn cảnh đây. Đây, đây khu vực này là ở bên này, này đây là nhà giam này, bằng lợp bằng lá cọ nha các bác nhé. Đây là khu vực giam cầm các chiến sĩ cách mạng của ta này. Đây, nhà số 1 là nhà kho, nhà thứ 2 là nhà thông tin này, nhà 3 là nhà ăn này, nhà bếp ấy, nhà 4 là nhà đồn trưởng. Cái nhà đồn trưởng ở đây là tuyến trên này. Đấy. Nhà 6 đâu nhỉ? Nhà 6 ở đây là nhà trực đây. Nhà 7 là bốt gác đây. Nhà 8 là nhà trung tâm đây. Nhà trung tâm to lắm các bạn. Đấy, nhà trung tâm thì có 3 lối đi lên và xuống nhá. Lên được lối này này, lên lối này này và lối này. Bởi vì trước đây thực dân Pháp lựa chọn cái khu vực này để làm trại lính cũng như là làm đồn, thì thực dân Pháp muốn đặt ở đây là để quan sát bao quanh đấy, cái thị trấn Bắc Mê này. Đấy. Bên phía này là đi sang Cao Bằng này, đấy, bên phía này thì đi sang Na Hang này, và phía này đi ra ngoài Hà Giang này.
Đấy, thế nên là khu vực này sẽ quan sát được ba hướng đi vào đi ra nhé các bác nhé. Đấy. Xung quanh đây là được làm bằng các cái bờ rào và có các lỗ châu mai nhé. Cái này ta vẽ vẫn chưa có các lỗ châu mai ở đây. Lát nữa mình sẽ cho các bác xem. Đấy các bạn, mình thì không dẫn dắt được tốt về các cái câu chuyện về lịch sử. Mình chỉ xin phép là quay qua để cho các bác được biết nhé. Đấy, không, các bác lại bảo thầy giáo nhưng mà dẫn dắt chương trình lịch sử di tích giới thiệu chưa được rõ ràng. Thực ra là mình nghĩ thì ra nhiều lắm nhưng mà nói thì nó khó. Đi con đi lên trên đi. Đấy, nhiều muỗi quá. Ai bảo con mặc quần cộc. Nghĩ thì ra nhiều ấy nhưng mà mình không nói được. Hay, các bác thông cảm nhé. Còn bên này là bên cái bia. Bia này là bia viết về cái tiểu sử nhưng là cái nội dung của Căng Bắc Mê. Đấy. Căng Bắc Mê. Các bác nếu mà tinh mắt thì đọc nhé. Mình xin phép là tóm tắt thôi. Cái căng này nó gọi là phiên bản từ tiếng Pháp, chính là đồn binh trại lính. Tuy nhiên về sau là từ năm bao nhiêu thì biến nơi này làm khu nhà tù cách mạng. Đây, 1942, thực dân Pháp sử dụng làm nơi giam giữ các đồng chí cán bộ cách mạng. Chữ nó hơi mờ, nó bị phai, hơi mờ. Nhìn nó hoa mắt rồi, bây giờ mắt mình yếu rồi các bạn. Đấy. Từ năm 1942 nhá, thì thực dân Pháp biến nơi này thành nhà tù cách mạng này. Đấy. Và đến cuối năm 1942 thì lo sợ trước phong trào cách mạng đang lan rộng ở các tỉnh biên giới và cuộc đấu tranh của anh em tù chính trị ở Căng Bắc Mê. Đấy, thực dân Pháp phải chuyển những tù nhân ở đây đi giam giữ nơi khác. Đấy. Cuối năm 1942 thì thực dân Pháp đã di chuyển các đồng chí gọi là tù cách mạng ấy. Đã chuyển đi. Rồi bây giờ mình đưa các bác lên các cái di tích khu vực nhà kho, nhà giam. Đấy. Hiện tại khu vực nhà giam vẫn được giữ nguyên hiện trường nhé các bác nhé. Chưa cải tạo bởi vì cái căng này có hai lần. Có cái dự án cải tạo này là sẽ có hai giai đoạn nhé. Một giai đoạn là về cơ sở vật chất, một giai đoạn nữa là phục dựng lại. Cái giai đoạn phục dựng lại chưa biết là năm nào mới phục dựng lại. Đấy, sẽ phục dựng lại hết cái nhà tù cách mạng này. Đây, cái bức tranh này các bác nhìn vào tâm này thì sẽ nhìn thấy toàn cảnh của cái khu vực nhà tù này. Đấy. Còn phía bên này là nhà kho cũng như là nhà thông tin. Đấy. Đều được vẽ các bức ảnh bằng kính để mô phỏng 3D nha các bác nhé. Những bức này là những bức 3D. Đấy, sau này mọi người sẽ phục dựng lại là như này này các bạn. Đấy. Đây là bức ảnh 3D nhé. Mô phỏng sau này sẽ phục dựng lại là sẽ có hình ảnh như thế này. Đây, mái nhà đây. Đấy, đây mái nhà nha, mái nhà nhà thông tin nha các bác nha. Đấy, bên này nhà bếp này. Mình ghép vào cho nó đúng này. Đấy. Đấy các bạn. Tay hơi run. Đấy. Bức ảnh 3D mô phỏng lại sau này sẽ phục dựng lại tất cả cái khu vực này. Đấy. Trở thành
một cái điểm di tích như này. Đấy, đây, đây cầu thang này. Đấy, cầu thang này. Cầu thang nhà lên nhà trung tâm này. À, mình quay hướng này hơi bị chói, các bác thông cảm nhé. Đấy, nó hơi chói một tí. Đấy, không còn cách nào khác. Đấy, cái cầu thang nhá, cầu thang bên này này. Đấy, cầu thang lên này, nhà trung tâm ở giữa này. Đấy, nhà kho này. Đấy, cái này người ta sẽ phục vụ dựng như này các bác. Đấy, giờ mình sẽ đưa các bác đi một vòng nhá. Đi con ơi. Đấy, trước đây mình cũng có cho con gái lên đây chơi rất nhiều, nhưng cũng có một vài video là quay ở trên này thôi. Đấy, con không biết có còn nhớ gì không. À, trước đi cùng với bố lên đây con nhớ gì không? Có. Nhớ 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 hình ảnh gì nhất nào? Nó có giống như bây giờ không? Thì thấy là không có cái sân như à, chưa có sân đúng không? Còn hoang sơ. Đấy, trước đây mình có quay một hai video về căng Bắc Mê, có những cái bay toàn cảnh flycam đấy các bạn. Tuy nhiên là bây giờ hơn 4 năm rồi, video đấy nó bị ẩn, nó xuống tận đáy rồi. Các bác muốn xem lại video của thầy giáo vùng cao thì ấn vào cái phần video ấy, các bác tìm video cũ nhất cho mình nhé. Đây, đây là nhà thông tin này. Rồi là bốt gác này. Nhà ăn bên này. Mà kia lại có một cái bức ảnh để mô phỏng sau này phục dựng nhá, bức tranh này, bức tranh 3D mô phỏng. Mình tiếp tục cho các bác xem nhé. Đấy, đây. Đấy, khu vực này. Rồi. Như này. Cái mái nhà kia đâu, khu bốt gác gác đâu, đây. Đấy. Như này, như là chỗ này nó hơi thấp. Đấy, đại khái là có cái mái nhà được chỗ kia. Đấy, đây 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 đây. Đấy các bạn. Đấy là cái khu vực này sau này sẽ được tôn tạo như bức tranh 3D đó nha các bác nhé. À, và bên này là cái khu nhà ông đồn trưởng. Đây, khu nhà đồn trưởng đây. Đồn trưởng. Mình cho các bác xem tranh 3D nha. Đấy các bác xem hình ảnh thực tế lúc này nhá, vẫn còn chưa phục dựng nhá các bác nhá. Đấy, sau này sẽ phục dựng là nó sẽ như này. Đấy, sau này phục dựng sẽ như này nhá các bác nhá. Đấy, đây. Bên này thì phải đúng không? 3D là như này. Đấy, sau này nó sẽ phục dựng lại. Bây giờ mình tranh thủ cho các bác nhìn toàn cảnh hiện trường lúc bây giờ. Đấy. Còn sau một vài năm nữa là sẽ được phục dựng như này nha các bác nhé. Lúc đó các bác muốn xem về ký ức thì vào video của mình xem tiếp nhé. Đấy. Còn khoảng vài năm nữa các bác không lên đây ấy, là khu vực này sẽ được tu sửa cũng như là phục dựng lại hết, gọi là thành nhà hết rồi. Và đây là cái các cái lỗ châu mai để quan sát đường hướng đi Cao Bằng đây này. Đấy. Các lính gác sẽ đưa cái nòng súng ra đây. Đấy, sẵn sàng bắn địch. Nhìn thấy ai khả nghi ở bên dưới này, sẵn sàng pom. Đấy. Và đây là lối lên nhà trung tâm này, mình đi từ nhà bếp lên các bạn. Đây, các lỗ châu mai vẫn còn nguyên này. Đấy, chỉ ở trong bắn ra được thôi chứ ở ngoài không bắn vào được nha các bác nhé. Đấy, rất ít, bây giờ có súng tỉa thì may ra bắn được. Đấy, đây là khu nhà trung tâm. Đấy, đây là bể nước này.
Ừ? Tối lắm, không lên đâu. Tí lên. Đây là cái khu nhà trung tâm vẫn còn khá là nguyên vẹn các bạn. Đây là cái kiến trúc cửa vòm của người Pháp nhé. Mái thì mái gọi là mái Thái à. Kiến trúc cửa vòm. Đây. Đây cũng là cái những cái hiện trường này, sau khi phục vụ dựng đây. Đấy, sau này khu vực này sẽ phục dựng lại như này nha các bác nhá. Đấy. Đấy, có một cái bốt gác này. Đấy, xung quanh đây là bốt gác hết các bạn. Đấy, khu nhà trung tâm là được bảo mật rất là kỹ càng nhé. Và đây là một cái phòng giam đặc biệt thì phải. Đấy. Đấy, mình phải đi từ bên này chứ, đóng ngược mất rồi. Đấy, các tù nhân được đọc báo ở đây này. Cái gì con? Hai bức này đều giống nhau nhỉ. Đây. Bức này xem từ đằng sau. Đấy. Nói chung là hai bức này là mô phỏng cái khu vực đọc báo của các tù nhân. Đấy. Vẫn được đọc báo. Họ giam cầm nhưng mà vẫn cho đọc báo nghe thời sự. Đấy. Rồi là họ tuyên truyền vân vân. Và bên này chính là cái hội trường cũng như là nhà trung tâm đây. Rất là rộng lớn. Đấy. Từ năm 1939 họ đã xây được những cái lô cốt cũng như là các cái ngôi nhà như này. Đấy, lúc bấy giờ ở huyện Bắc Mê là chưa có nhà xây nha các bác nhé. Đấy. Những cái chỗ này là những cái sau này chắp vá lại thôi nha các bác nhé. Còn nguyên bản của cái si cát này là bằng mật mía, mật đường gì đó. Khá là ngày xưa không biết là họ trộn xi măng kiểu gì. Có vôi, cát, mía rồi là các thứ. Đấy, khu vực nhà trực này. Đấy. Đây. Một vực sau này sẽ phục dựng này. Đấy, gồm có những cái anh Tây này, những người phu vác củi, đốn củi, các thứ này. Đấy, để làm phu. Đấy. Đây, mình sẽ cho các bác xem sau này cái khu nhà trung tâm này phục dựng như nào nhé. Sự là nó hơi bị chói, các bác thông cảm nhé. Đây. Hơi chói. Ừ. Đấy, cái nhà trung tâm nó sẽ như này. Cái này hồi trước là chói cái cây này này. Ừ. Cái đấy là cái quả cây tách ấy. Quả cây tách nó rụng xuống rất là nhiều. Đấy. Còn bên này là bốt gác. Bốt gác có lẽ là không tu sửa rồi. Bốt gác gần như là vẫn còn nguyên vẹn. Cũng được tu sửa từ trước rồi nhưng mà đấy, bây giờ chắc là không thay đổi nữa. Đấy, không lên đâu. Tối lắm. Muốn lên à? Đấy. Đấy, cho lên này. Ui, nhiều nhện lắm. Nhiều mảng nhện đấy. Bụi bặm lắm. Không lên đâu. Nhiều muỗi lắm. Đấy, bột gác thì nó không có gì đặc sắc mấy đâu. Lên trên đấy cũng chỉ quan sát như này thôi, xuống các cái hướng đông tây nam bắc này thôi. Để xem ai bỏ trốn. Ừ, xem có tù nhân nào bỏ trốn hoặc là có ai xâm phạm vào lãnh thổ không. Đấy các bạn, mình vừa với lại con gái đi một vòng lên cái khu vực căng Bắc Mê để quay ghi lại những cái khoảnh khắc
hiện nay là chưa được tôn tạo nha các bác nhé. Và những cái đã tôn tạo thì là ở cái khu vực bên ngoài. Đấy, có thay đổi là cái đài tưởng niệm là đã thay đổi bằng nhà trưng bày, cũng như là lưu giữ những cái hình ảnh các người tù cách mạng năm xưa. Đấy, và những cái tiểu sử của những người đó. Đấy. Và qua video thì các bác được biết rồi đấy. Thực sự là đây là cái khu di tích, vì vậy là nhà nước ta đã có kế hoạch là trùng tu lại các bác. Đấy. Hiện tại là nó còn đang hoang mạc nhé, nó là những cái tàn phế. Đấy, sau này sẽ được trùng tu lại giống như những bức tranh 3D mà mình vừa mới quay đấy các bác. Đấy, có lẽ là video cũng khá là dài rồi, mình cũng xin phép kết thúc video ở đây. Nếu quý vị và các bạn thấy video hay thì nhớ like, share, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho Thầy Giáo Vùng Cao nhé. Để Thầy Giáo Vùng Cao đạt 100.000 sub để đạt nút bạc các bạn. Đấy, làm 5-6 năm rồi nhưng chưa được nút bạc. Đây là toàn cảnh nha các bác nhá. Rồi, xin chào và hẹn lại các bác nhá. Sau này các bác mà lên đây không thấy nó như này nữa thì là đã được trùng tu tu. Còn cũng không biết là bao giờ xong. Đấy, dự án này nó cũng khá là lâu. Các bác nhanh chân, như là xách ba lô và đi chơi đi. Đấy, đi chơi bất cứ một lúc nào mình có thể các bác nhá. Không, sau này thay đổi đi là mình không còn những cái ký ức, thì quay lại xem video của Thầy Giáo Vùng Cao nha các bác nhá.